Em lại chào các bác nha. Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Lại sắp hết một năm rồi. Từ ngày này trở đi thời gian nó trôi nhanh lắm. Hôm qua hôm kia em nhận được cái câu hỏi cũng khá là thú vị của một số anh em. Không biết là các bác là mới chơi hay là như nào hay là hỏi xoáy em thì em cũng chưa biết được. Nhưng mà thực ra là cái câu hỏi em cũng thấy khá là thú vị. Hoặc là các bác là nghe ở một cái giáo sư nào đó về cái cách là chăm lan là cây nó còn đi ngọn, nó không thể béo được, bây giờ nó phải thực hiện quá trình là cắt nước để cho cây nó thắt ngọn, sau đó là cây nó béo. Thì em sẽ trả lời mọi người. Thì các bác hỏi em là cây còn đi ngọn được à, cây còn đi ngọn có béo được không, và có phải cắt nước không để cho cây nó béo? Thì em sẽ trả lời các bác. Và một cái ý nhỏ nữa là đến bao giờ mình cắt nước được nếu như mà chăm sóc của em, thì em sẽ trả lời mọi người nhé. Thì thực ra là cái câu hỏi này em nghĩ là các bác mới chơi hoặc là nghe ở đâu đó một giáo sư nào đó người ta hướng dẫn các bác làm cái việc nó không đúng, thì các bác thắc mắc các bác hỏi thôi. Cái câu hỏi này em trả lời các bác miết. Em nói thật đấy là em trả lời các bác miết, trả lời từ đầu năm đến giờ rồi nhưng mà mọi người là không để ý thôi. Thực ra là mình suy luận cái ra là ra ngay. Tại vì sao mà em lại bảo là các bác không để ý? Tại vì em đã chỉ cho mọi người biết là cái cây ở bên kia kìa, đấy, nó không có lắng là nó không béo được. Còn cái cây ở chỗ này này, đấy, nó có lắng là nó béo được. Thế vậy thì tại sao mà cái cây này của em nó đang đi ngọn như này, nó đang đi ngọn rất là khỏe mạnh như này? Đấy, mọi người nhìn cái ngọn cây hơi tối nha. Em quay sang cái cây này đi, nó dễ nhìn. Đấy, cái này thì nó được láng hơn này. Thì em hỏi mọi người là tại sao cây của em nó đang đi ngọn này mà nó béo này được? Nó trên livestream trực tiếp thì cái cách đây mấy bữa là em có chỉ vào cái ngón tay của em, nó so với cái này thì ngón tay của em nó vẫn to hơn. Thì bây giờ là cái ngón tay này của em là nó bé hơn. Thì tại sao nó lại như vậy? Thì tại vì ở bên này là nó không có láng là cây của mình không béo được, và ở bên này là có lắng là cây của mình béo được. Vậy kết luận lại là cây đang đi ngọn vẫn béo bình thường. Đấy mà em không biết là các bác nghe ở đâu thì em cũng chưa biết. Tại vì đôi khi là cũng có nhiều giáo sư người ta hướng dẫn liên thuyên lắm. Ngày xưa em lên YouTube này gặp nhiều giáo sư kiểu như vậy lắm. Đấy, cây vẫn đang đi ngọn này, vẫn béo này. Đây, các bác nhìn này, vẫn béo bình thường này. Và cái thứ hai nữa là cây nếu như mà được nắng, được gió, được cái nền nhiệt, như có quãng thời gian này á, là cái nền nhiệt của ban ngày và ban đêm nó khác nhau rất là rõ rệt. Là ban ngày thì cây nó đi ngọn và ban đêm thì cây nó béo. Đấy, mọi người hình dung ý của em nói nhé. Ban đêm nó rét là cây nó sẽ béo, ban ngày cây nó vẫn đi ngọn bình thường. Để minh chứng cái này ấy, thì ở đây có cái bác Nhận Nguyễn Văn này. Cái này, cái ảnh này là em có khoe ở trên trên cái phần tab cộng đồng ấy. Tab cộng đồng em khoe các bác cách đây 2 tháng em đã khoe rồi. Để cái bác này là chuyên mua phân bón của em, Nha Đam B1 với cả là phân trùng quế đấy. Là bác ấy mua và bác ấy chăm, và cây em cũng bán cho luôn, là của bác Nhận Nguyễn Văn. Và cách đây này mọi người này, từ mùng 7 tháng 8 mà cây của bác ấy đây bảo gì nó đã béo như này rồi, nó nên nó đã béo rồi. Đấy, còn đâu là bạch tuyết đây. Đấy, nó béo lù nó mập như này rồi. Mà người ta béo từ cái ngày mùng 7 tháng 8, tức là cách đây 2 tháng rồi. Tại vì cái lần nhiệt ở trên cái khu của bác ấy sống là ở Lai Châu, nên là ban đêm đi thì vùng rừng mà, thì đôi khi là cái nền nhiệt của nó là ban đêm nó thấp hơn so với ban ngày rất là rõ rệt, 5-7 độ là chuyện rất là bình thường. Nên là ban ngày cây nó đi ngọn và ban đêm là cây nó sẽ béo. Nên là em trả lời lại luôn các bác là cây đi ngọn
vẫn béo bình thường, để cho một số bác mới chơi hoặc là nghe ở đâu đó là ban ngày là cây lan còn đi ngọn có béo được không. Đây dẫn chứng rất là cụ thể. Còn đâu là các bác mà muốn như kiểu là muốn là được ngắm hoa đấy, thì một số bác hỏi bao giờ mới cắt nước được, mà muốn được ngắm hoa đấy thì các bác có thể là vẫn chăm sóc nó cho nó dài thoải mái đi, liên quan gì đâu. Em đã làm video hướng dẫn mọi người rồi. Bây giờ cái thời gian này là cái thời gian bứt tốc của cây lan, thời gian này là cây lan nó lớn nhanh nhất mà mạnh nhất và tích dinh dưỡng nhiều nhất, là cái thời gian này là cái cây lan nó đòi hỏi dinh dưỡng nhiều nhất. Thì tại sao các bác lại cắt nguồn dinh dưỡng, cắt nước của nó đi? Thì sang năm cây lan của các bác nó ra một bông hoa, nó cũng không ra một cây gì này, và đẻ cái mầm gốc nó không ra một cây gì kìa. Cái viên thân nó còm nhom thì lấy đâu ra nó còn dinh dưỡng để nó nuôi hoa, nuôi mầm gốc. Đấy nên cái thời gian này các bác cứ tăng cường tưới phân bón. Mà các bác là muốn gọi là cây nó thắt ngọn ấy, mình không muốn ấy đấy, nếu có rào tèm các bác cắt cho em phát đến đây này. Hoặc là các bác sử dụng cái LPK 060-60 sao đấy, là đạm lân kali, đạm nó không và lân là 60 và kali là 60. Em nhớ lang máng là cái phân đấy anh em trong Nam ấy thì là người ta không có câu gọi là cái mùa nghỉ như ở ngoài Bắc này. Thì các vườn lớn ấy là người ta toàn dùng cái đấy đấy, người ta phun để cho cái cây này nó thắt ngọn này. Người ta phun khoảng 2-3 lần là cây tự nó thắt ngọn, để lân kali cao là tự nó sẽ thắt ngọn để nó lù thân ra đấy, nó lấy dinh dưỡng, nó mù thân, nó mập thân để người ta làm hoa mà. Nên là hoa, các bác để ý hoa của anh em trong Nam, có những vườn ở trong Nam ấy thì nó rất là đẹp, nó rất là bay, là vì lý do là người ta dùng cái phân bón đó để người ta làm cho cây lan của người ta thắt ngọn, sau đó là người ta làm hoa số lượng, người ta bán tràn lan. Chứ còn việc mà các bác bây giờ lại đi cắt nước sau đó rồi để cho cây nó thắt ngọn xong rồi tưới nước, cái thời gian đấy nó sẽ rất là mất thời gian. Mà cái hai là các bác hình dung là nó cắt nước ấy, cái thân lan này nó sẽ héo tóp và nó khô, nó phục hồi rất là lâu đấy, nó hạn chế đi cái bộ rễ của mình còn sinh trôi phát triển. Các bác cắt nước thì cái rễ tất nhiên là nó sẽ bị khô và nó sẽ bị đen và nó sẽ bị tóp đấy. Thế nên là sau này để đảm bảo dinh dưỡng cho nó nuôi hoa và nuôi cái mầm gốc nó sẽ rất là kém. Nếu như mà các bác muốn nó thắt ngọn thì bây giờ các bác cắt ngọn đi là được. Nhưng mà em khuyên các bác là không cần phải cắt. Thế bây giờ có phải là thời gian để cây nó thắt ngọn đâu. Để mà nó tự nhiên nhất thì nó phải rơi vào tầm khoảng tháng 11 âm. Thì lúc đấy nó mới thắt ngọn. Đấy là quy trình phát triển của nó. Nếu như ở ngoài Bắc là tầm tháng 11 âm là bắt đầu nó mới thắt ngọn. Còn đó, những cây yếu ấy thì bây giờ bắt đầu lác đác nó sẽ thắt ngọn. Thì mình không nói làm gì. Những cây khỏe là tầm tháng 11 âm bắt đầu nó mới lác đác nó thắt ngọn. Nên là các bác mùa này các bác chăm lan và phải tưới đẫm và cho phân bón tăng cường vào thì cây và lan của mình ấy nó béo. Đây cây em đi ngọn bình thường, cây vẫn béo bình thường này. Nó có liên quan đến việc các bác phải đi cắt nước hoặc loại kia đâu. Còn bây giờ mà các bác mà muốn là làm hoa Tết ấy thì bây giờ là mình sẽ cắt ngọn đi thôi. Còn đâu mà muốn là để cho nó ra hoa Tết ấy thì nó rất là đơn giản rồi. Em đã hướng dẫn mọi người cách mà sử dụng cái GE gừng ấy để mà làm từ cái mắt ki ra mắt hoa ấy, thì sau này các bác cứ thế mà các bác diễn thôi. Thì ở đây này, các bác nhìn này. Đây. Đấy thành hoa rồi này, từ cái kỳ thành cái hoa rồi. Nên là các bác cứ tự nhiên như cứ chăm sóc tự nhiên thôi. Mình chơi lan này, mọi người nhìn chưa, đã thành bên này thì nhìn rõ hoa này. Mình chơi lan là bây giờ là mình mong muốn là được ngắm cái thân lá về cuối năm này, nó xanh rồi là nó mập thân rồi là nhìn mà nó đạt cái tiêu chí, cái số đo của nó, thì mình cứ làm, mình cứ chăm sóc bình thường. Đấy, các bác muốn cắt nước ấy, thời gian cắt nước là thời gian mà bắt đầu vào tháng 11 trở đi thì các bác tiến hành cắt nước. Còn bây giờ các bác muốn là cây nó béo,
dỡ tung lưới của mình ra, dỡ hết lưới, lưới mà che ở hàng rào rồi lưới che ở trên mái thì các bác dỡ hết ra. Đấy là nó vừa lớn, nó vừa đi ngọn xong rồi vừa béo. Thế vậy thì cái gì hơn thì các bác cứ lựa. Một là các bác thực hiện quá trình theo cái giáo sư nào đó người ta giới thiệu là phải đi cắt nước cây mảng củ quảng đấy. Mảng củ quảng xong rồi cắt nước để cho cây cắt nước để cho cây nó béo. Bọt tay. Đấy, em đọc cái câu hỏi mà em buồn cười. Đấy nhá. Thì các bác cứ chăm sóc bình thường, cứ phân bón bình thường. Bây giờ mà các bác muốn là cây của mình sang năm nó ra hoa thì các bác tưới cho em cây GE chuối, tại vì trong chuối nó rất là nhiều lân kali phốt pho. Chuối nó sẽ giúp tích những cái dinh dưỡng, mang cái nguồn năng lượng để sau này cây nó sẽ ra hoa. Thì các bác tưới những cái phân bón mang cái nồng độ lân kali cao như ghé chuối, như 60-30, hoặc là các bác không có thì có thể là dùng cái 20 đều cũng được. Mặc dù 20 đều nó không gọi là không tốt bằng những cái phân bón kia nhưng mà nó cũng được rồi. Đấy, còn có điều kiện thì mình mua thêm cái 60-30 các bác bón, mà không có lửa thì bác dùng cái ghé chuối, và không có lửa các bác lấy luôn cái quả chuối của mình ăn đấy, luộc nó lên, sau đó là đóng vào một cái lọ và để vào trong cái ngăn mát tủ lạnh và mình tưới hàng ngày. Đấy, không phải tưới hàng ngày, 2-3 ngày mình tưới cho nó một lần, tưới hàng ngày nó hơi bị điêu. 2-3 ngày các bác tưới một lần. Đấy, bây giờ mình cứ tưới như thế thôi, thay vì các bác là chăm sóc nó bằng những cái phân bón mang nồng độ đạm cao thì các bác tưới bằng những cái phân mang cái nồng độ lân và kali cao. Còn bác nào mà muốn là cây nó sẽ gọi là làm được nhiều ki, nhân được nhiều giống thì các bác vẫn tưới những cái phần nó mang cái nồng độ đạm cao. Đấy, 20-10-10 rồi là mấy cái phần đạm Mỹ miếc ấy, em bây giờ là cái chỉ số vì em quên thì tại vì bây giờ em dùng cái đạm cá, cái đạm nhà mình tự chế, hoặc là các bác dùng cái đạm cá này, hoặc là đạm đậu tương này là các bác tưới. Mấy cái phần vô cơ thì em không sử dụng nữa nên là em quên cả cái chỉ số rồi. Gọi là lôm la là các bác muốn là cây sang năm ra được nhiều hoa thì những cái phân bón mang cái nồng độ lân và kali cao thì các bác tầm này các bác tưới thì cây của các bác vẫn đi ngọn, dài lứa thướt và vẫn béo bình thường. Đây là ví dụ và minh chứng trực thể thực tế này. Đấy, thực tế thực tiễn nhất này, vẫn đi ngọn và vẫn béo bình thường, đây thực tiễn nhất này. Đấy, chứ không cần phải nhìn đâu xa cả. Muốn béo thì dỡ tung lưới ra, dỡ tung lưới ra cho nó ăn nắng. Còn đâu là các bác mà muốn sau này là cây nó vẫn béo nhưng mà nhân được giống nhiều thì tưới cái phân bón nào nó mang cái nhiều cái nồng độ đạm là được. Vậy thôi, nó rất là đơn giản. Chứ còn bây giờ này đi cắt nước tại vì nó không đúng thời điểm của nó. Đấy, đến cuối tầm cuối tháng này trở đi này thì cây bắt đầu lác đác vào thắt ngọn. Thì lúc đấy là mình cây cái lúc nó mập, nó nổ cái đầu nó tròn này, tròn vo như này nó sướng. Nó tròn vo đây nó chưa đủ đạt tròn, nhìn nó mới phê đấy, tròn vo như này nó sướng cây. Đuôi lan ở đâu có phải là cứ nghe mấy cái ông biên truyền ông nói là các bác thực hành theo là nó dở hơi. Nên nó cứ tròn vo như này xong rồi mình làm bông hoa nó ra nó nhiều dinh dưỡng ở đây, nó chỉ lấy dinh dưỡng ở cái thân này nó cũng đủ nuôi bông hoa rồi, nó không cần phải lấy dinh dưỡng ở đoạn dưới này ở bộ giá thể nữa, thì những cái dinh dưỡng này sau này dồn lại nó nuôi cái mầm gốc của mình nó khỏe hơn. Mình làm cái điều gì ấy nó tốt cho cây lan của mình thì mình làm. Thì đấy là cái video của em ngày hôm nay. Thực ra này em cũng không biết giải thích như nào nó hợp lý cả, mình gọi là nói lôm la như vậy thôi. Bác nào hiểu thì hiểu mà không hiểu thì tuyệt nhá. Em là Sĩ Hải Phòng, chúc cô chú anh chị có buổi tối vui vẻ. Đấy, từ nãy rồi các bác để ý này, em đã làm video là được mười mấy phút mà trước đó này em đã tưới nước trước rất là lâu rồi mà em tưới nước đấy, bây giờ vẫn đang tưới này. Đấy, thì các bác hình dung là cái nước lon ấy, cái mùa này nó rất là quan trọng. Các bác cắt nước của nó đi sau thì khác gì cái cây là mình gọi là mới mua về, mới ghép, mới thuần, nó giặt da giặt dẹo, nó chả đâu vào đâu cả. Đấy, nên là mọi người lưu ý cho em cái vấn đề đấy nhá. Em là Sĩ Hải Phòng, chúc mọi người có buổi tối vui vẻ.